Ở đây có một em bò nè, em đi lang thang rồi em bị lạc rồi. Tự nhiên đi lạc xuống dưới đây vậy. Dưới đây nhiều cỏ hơn hả? Trên kia không có cỏ. Nhìn mặt ngây thơ vô số tội luôn kìa. Cái này là bò, là của bò để nuôi lấy sữa. Chắc là ở tuốt cái chân kia mà hả, giờ đi lạc xuống dưới đây. Là tí tô tí tô Hàn tên á, hồ Hàn Quốc tại vì cái tí tô Việt Nam nữa lại nhiêu nữa muốn gì tí tô Việt Nam nó nhỏ xíu à, nên ăn đỡ tí tô Hàn đi, nó mọc thấy thương luôn à, cây nó cao. cao hơn tí tô Việt Nam. Dạ. Tía tô Việt Nam có tí xíu như đây nè. Bên kia cũng có tía tô Việt Nam, họ chắc cũng hái được tí xíu bên đó. Mà mình ăn tía tô Hàn mất đi. Này tía tô Việt Nam nè, tí xíu à, nhỏ nhỏ xíu à. nhỏ Nhỏ. Trời ơi, đi ra cưng. Mệt quá. Đi ra Vướng quá đi. Comment on dit qu'il veut caresser? Nó muốn vuốt về. Đúng rồi. Trời ơi, mà nấu ăn mà ở không đâu mà Rắn ai ở không đâu. Đó, sao mà cái giờ nó đi vòng vòng, cái hồi nó đạp vô cái đám rau của Hoa. Con này phải nó phá lắm. Nó hả, hai chồng rau nha, không mà nó chuyên gia là nó lấy cái tay nó cào 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 đó, cái đám rau là khỏi mọc luôn, một phần cũng là do nó đó. Hôm nay trời mưa nè nên đỡ ghê. Không anh à, cái xà lá bên kia kìa, xà lá à, ở đâu đó, lá nhỏ nhỏ à, đó, đó. Ở đây, đúng Dạ. rồi. Đây nguyên luống nè. Cái này thì là bắp cải. Bắp cải nó đang bắt đầu nó cuộn cuộn lại thành cuộn nè. Cậu này thì là su hào nè. Ui su hào này nó lớn ghê á. Su hào này là thấy có vẻ ăn được rồi đó. Bắp cao hơn Hỡi cây bắp kìa. cái bắp Cây bắp hồi sáng nay á là em mới tỉa lại mấy cái nhánh phụ á. Cậu này là su hào tím nè cả nhà. Su hào tím nè, dễ thương ghê á. Này thì là khoai lang. Ui, là khoai lang nó cũng có vẻ tốt á. Dây nó bắt đầu nó dài dài, nó bò ra rồi nè. Rồi, mấy cây bắp nếp. Bắp, cây bắp. Dạ. Cao. Mong chờ tới ngày được ăn bắp nếp quá, thèm quá đi. Bí ngồi á. Bí ngòi là lẹ Cái nhất này luôn. tốt rồi. Dạ. Cắt luôn không Hai để cho mai hai mẹ. hai đục Dạ hai đục hái được á. Trời ơi, bí ngòi kìa. Bí ngòi là nó mau có trái lắm luôn. Mà Hoa Hoa không thích ăn lắm. Hoa không có thích ăn bí Hoa lại ngòi luôn. thích comment les légumes rau này Bí ngòi. bí ngòi Dạ. à, không không cần không cần làm không cần làm gì Đúng rồi, dạ. Ý ở đây nói là cái bí ngòi này nó dễ trồng á. Chỉ việc trồng xuống là nó có trái à, không có cần phải chăm sóc gì hết á. chỉ đợi xíu và hai Dạ đúng rồi. không cần làm gì Không cần làm, không phải như mấy cái cây khác mà mình phải. Trời, bí ngòi này nó dễ nhất luôn á. Hai cây Dạ. Nó cũng là hả, có nó với xà lách là hai cái mà đúng rồi. ăn trước nhất. Bên đây nè, trời bự chảng luôn kìa Ba ơi. trăm một cây ở đây. Cái này á mình phải hái nó non non á, ăn nó mới ngon, để nó bự là hết ngon. Đó, được ba trái rồi, để ngày mai cho mẹ nấu. Đây có ông ta. À đây biết ơ, cái này hái chắc được không? Hay là phải để thêm nữa. Cái này biết ngồi vàng nè.
Nhỏ. Nhỏ ha, để đi. Nó nhỏ. Dạ. Hôm nay tụi mình sang bún chả. Mình nhà nấu bún chả. Dạ. Cái này là cái bụi tỏi của nhà Hoa nè. Bây giờ là thường là tới tầm khoảng giữa tháng 7 thì Hoa mới bắt đầu Hoa thu hoạch. Nhưng mà bây giờ đang ở trong nhà là không còn tỏi nữa. Mà Hoa đang cần dùng để ướp thịt á. Cho nên Hoa sẽ thử nhổ một cây tỏi xem sao. Chắc là dùng được rồi đó. Thấy nó cũng bự nè. Thấy nó trồi lên trên mặt đất luôn rồi nè. Tỏi này là Hoa trồng từ tháng 11 năm ngoái á. Trồng từ tháng 11 năm ngoái tới tầm tháng 7 là mình bắt đầu mình thu hoạch được rồi. Ây dâu. Trời rễ của nó kìa. Cái này là Hoa trồng là cái tỏi hồng của Pháp á. Hoa mua tỏi hồng của Pháp về xong rồi cái Hoa tắt ra từng tép. Hoa bỏ Hoa trồng. Nhìn cũng được chứ bộ. Mà tại vì lúc Hoa trồng là cái thời gian mà Hoa đi về Việt Nam á, nên Hoa để sói trong vườn này nè. Nó muốn lên sao thì lên á, nhiều khi nó bị thiếu nước nữa. Cho nên năm nay nhìn tỏi không có đẹp bằng năm ngoái. Năm ngoái tỏi lên nhiều hơn. Thôi, vậy cũng được rồi, đi vô làm món ăn. Sẵn á, thì Hoa cũng giải thích luôn cho cả nhà hiểu là thường là tại sao Hoa làm đồ ăn á, thì Hoa chỉ làm ít chứ không có nhiều. Cho nên là có một số bình luận góp ý với Hoa là Hoa làm ít đồ ăn quá, phải làm nhiều hơn thì mọi người ăn mới đủ. Thì là như vậy nè, ở bên đây là tầm khoảng 4-5 giờ chiều thì mọi người thường sẽ hay đói. Cũng giống như ở Việt Nam mình là mình cũng hay ăn xế vậy đó, ăn vặt á. Cho nên là người ta thường sẽ ăn bánh mì phô mai, xong rồi hoặc là ăn bánh kem hoặc là bánh tráng miệng kiểu vậy. Thì như vậy là cái bụng nó đã no lưng lưng rồi đó nha. Thì tới tầm khoảng 7 giờ tối thì đâu có còn sức đâu mà ăn nhiều nữa. Cho nên Hoa là Hoa chỉ làm vừa đủ ăn thôi. Mà nhà Hoa là cái sức ăn á, nó cũng ít hơn nhà người khác nữa. Ăn không có được nhiều như nhà người khác đâu. Do đó mà nhà Hoa ăn như thế nào thì Hoa quay video y chang như vậy. Chứ không phải là tại vì Hoa làm YouTube xong rồi Hoa phải nấu cho nó thật là hoành tráng, nhìn cho nó thật đẹp thì mới thu hút người xem. Không có đâu. Tại vì như vậy á, lãng phí lắm, xong mà ngày mai ăn đâu có nổi đâu. Cái này á, là cái nước cốt á, mà Hoa đã xay sẵn ra cho nó nhuyễn á, để hồi mình trộn cho nó dễ á. Thì ở đây á, là Hoa coi trên mạng thấy một số người chỉ người ta làm bún chả á, thì Hoa nêm á, là nước mắm nè, dầu hào, hạt tiêu, xong rồi tỏi ớt xay nhuyễn này nọ, với lại cái gì nhỉ, ngũ vị hương. Thì bây giờ Hoa sẽ trộn vào trong cái thịt để mình làm chả. Cái này là lần đầu tiên làm luôn nha, làm đại. Chứ cũng không dám chắc là nó sẽ ngon nữa. Xong rồi bỏ thêm cái nước cốt xả hồi nãy đã làm nè. Bỏ vào đây luôn. Đổ đại gì đi. Nêm nếm. Thơm quá à. Trời, đúng là cái nước cốt xả bỏ vào nó thơm ghê luôn á. À, hay có cái nước cốt này hay có thêm mật ong nữa. Còn cái này là thịt á, để một hồi Hoa xỏ xiên á, xong rồi Hoa đem nướng chung với lại chả luôn. Mặc dù là không có thích ăn mỡ lắm, nhưng mà thịt nướng á, thì có một tí xíu mỡ á, để cho cái mỡ nó tiết ra thì thịt nó sẽ mềm, nó ngon hơn, chứ nếu mà nạc không thì nó khô lắm. Ça sent un peu amer. Un peu amer. Un peu bizarre. Ça aussi, j'ai trouvé. Ça, c'est un peu pour presque les mêmes variétés.
Pas tout à fait, mais ça, c'est la version coréenne. Tu trouves pas, Oua? Oui, parce que ça, c'est un goût... Un goût particulier. Oui, c'est ça. Ah, c'est peut-être ça. Ah oui, bah, le truc que tu n'aimes pas, je crois que c'est le truc ça. C'est ça? Oui. Essaye de goûter, si t'aimes bien. Ah oui, je l'ai dit. C'est ça que j'aime pas? Ça, c'est l'amour vietnamien, c'est un peu fort. Non, ça va. Ça va? Ça va? Mmh. Oui, c'est un peu fort, mais ça va. Tu veux manger la salade? Et ça c'est... Coriandre. La coriandre vietnamienne, ouais. Un petit peu. Je regarde, là, j'ai... J'ai mis des trucs. Alors, on prend la viande. Ah. J'ai mis ça en dessous. Ah oui. On trempe là-dedans. Oui. Ouais, tu prends la viande, tu trempes. Ah, tu n'as pas le... Oui. Voilà. Tu trempes et après tu mets là. Et puis du coup, après tu peux mettre aussi un peu de sauce avec la cuillère. C'est étonnant qu'ils ne mettent pas de commentaires. Faut mettre un peu de sauce parce que c'est... Mais t'as pas écouté du tout ce que j'ai dit au début, je suis sûr. Tu trempes. Mais tu trempes la viande, tu prends oui. La viande, tu la mets dedans. Oui, mais et après tu la mets là. Ouais, et après tu mets un peu de sauce. Et après ouais, tu mets la sauce là-dessus. Ouais. Oui, mais je peux mettre d'abord la sauce. Ouais, tu peux. Ouais, tu peux. Écoute, tu vas fermer la porte. Ouais. Attends, bah, je vais fermer. Non, c'est bon. Et il y a les herbes. Les herbes, c'est parce que Gérard, il aime pas. Oui. Mais bah, c'est nickel, ça t'aime pas. Oui. Il aime tout, il aime pas tout. Aucune? La salade? C'est vrai que la salade, il aime pas trop, papa. Même la française, hein. Chaque fois, je vois que. Il mange à la fin du repas. Quand. Voilà, parce qu'il faut en manger un peu. Voilà. Moi, je vois, hein. Ça n'a rien fait, ça m'arrive des fois. Ở nhà có ba là ít ăn rau lắm, ví dụ như món nào mà Hoa cắt nhỏ ra nha, giống như là cái món bún chả giòm hôm bữa là kiểu là trộn chung lại với bún thì kiểu là bắt buộc phải ăn thì mới ăn, còn mà để mà từng lá như vậy nè mà kêu gấp là ít khi nào ba gấp lắm. Xong rồi hôm nay Hoa quên, Hoa nghĩ là ăn bún chả thì ăn tới đâu thì gấp tới đó, cho nên là Hoa không có cắt nhỏ ra. Cái hết là nguyên buổi là ba không gấp một miếng rau nào luôn nha, y như con nít vậy đó, phải ép thì mới chịu ăn. Ils ne doivent plus avoir grand chose à manger. C'est moins fort. Très bien. C'est bon. Non, oui, c'est très bon. Elles sont barrées sûrement. C'est possible. Quand elles ont toujours dit. Ça, c'est un plat qu'Alès, il a mangé toujours. À Saigon, ouais, souvent. J'aime bien ça. Ah oui. C'est des plats que j'aime bien, moi. Dès que c'est pareil au Saigon. Ah oui. Oui, c'est pareil. Parce que c'est la première fois que je le fais et je ne sais pas si c'est bon. Hein, ouais. Ça te va. Ça, mais tu te souviens. Parce que ça, c'est un plat du Nord. Mmh. Et je ne connais pas trop. Ah oui. La viande là, j'aime pas trop moi. Moi aussi. Tu préfères les brochettes? Moi aussi. Mmh. J'aime bien les brochettes. Oui. Toi aussi? Oui, moi aussi. C'est quoi celle-là? C'est la même la viande, mais. Cuit différemment? Oui, mais jusqu'à ça, c'est du porc haché. Ah! Et peut-être que c'est moins bon que. Le... Ah, moi j'aime les brochettes moi comme aussi. Ça. Mmh. C'est à quoi les brochettes? C'est la même la viande. Ouais, c'est la même viande. Oui, mais pas cuisiné pareil. Oui, c'est ça. Ouais. C'est moins sec parce que c'est coupé plus petit. Oui, c'est ça. Peut-être. Moi, je trouve aussi. Ah, tu vois? Oui. Tu vois, c'est joli. Hein. Mm-hmm. Moi, c'est vrai que j'aime mieux les brochettes aussi, ouais, mais ouais. J'aime bien les deux. Hein. Moi, j'aime bien, bien les feuilles comme ça, tu vois, avec la sauce. C'est bon. Voilà, comme ça c'est bon. Oui. On mange comme ça. Oui, il mange comme ça, oui. Que tout seul c'est moins bon. Non. On mange c'est tout avec la sauce. Mm. Il y en a qui n'aiment pas des herbes. Ben non, avec la sauce c'est bon. Avec la sauce c'est bon, ouais. Tu vois. Mm. C'est vrai qu'au Vietnam ils font comme ça, hein, ils trempent dans la sauce. Parce que sans la sauce, les herbes sont plus fortes. Oui. Tu vois.
Rồi. Cả nhà thấy không, ba mẹ chồng Hoa rất là thẳng tính, cái nào ngon thì nói ngon, cái nào dở thì nói dở, ăn không ngon chỗ nào là nói liền luôn nha, chứ không có phải kiểu là tại vì quay video hoặc là tại vì ngại với con dâu cho nên phải là cố nuốt để ăn, không có chuyện đó đâu. Bởi vậy Alex được một cái là cũng thừa hưởng cái tính này của ba mẹ, có gì là nói đó à, chứ không có giấu giếm. Cảm ơn cô chú, anh chị và các bạn để xem video này. Mọi người đăng ký kênh và chia sẻ video nha. Mọi người có thể xem tiếp những video khác của Hoa và Alex.